dễ sợ. Hồi nãy giờ nó ủa mà làm mơ gì mà sao mà gặp Tết tụi nó. Ôi ơi, mẹ vô đi đem chụp nha. Thank you.
Sao vậy? Vụ gì vậy? Được được cưng được được được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em ăn kẹo, em ăn kẹo riết mà em không còn cái răng nào hết trơn á chị. À, mượn chị này nè, cho con vô. Phải không? Dạ. Năm ơi, đi cho cái miếng cái đừng có khô ngay con. Tôi bé không lại cái này chị ơi. Nè Năm ơi, lại cho cho em không. Cho em không có con. Thôi khỏi đi. Em ơi em nhé. Bye đi. Các bạn lấy bye em đi. Bye em. Em ăn cùng kẹo nha. Ngay chụp nha. Nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, ok đó con.
Đà Phật. Sư ngồi nó cũng đẹp hết sức đó. Nè có đèn nè, đèn hầu quan chết nè. Đèn hầu quan chết. Nè đừng làm đang bỏ tiền vào phòng công đức đi, chỗ chùa nào cúng cúng. Ta bắt mẹ bỏ cái phòng công đức cho mọi người ơi, thương lắm. Nè em rồi. Rồi đi gia đình mình đi thôi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi.